thưa quý khán giả, mấy ngày qua, dư luận đổ dồn sự chú ý vào câu chuyện thổi giá. Từ việc tỷ phú Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch FLC, thổi giá cổ phiếu rồi ồ ạt bán kiếm lời, cho đến việc tập đoàn Tân Hoàng Minh thổi giá đất Thủ Thiêm lên tận mây xanh đặc nhất hành tinh. Sau đó thì không mua, làm thị trường đất đai một phen chao đảo. Và mới đây, thông tin ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch Tân Hoàng Minh bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, một lần nữa dậy sóng dư luận. Từ 19 giờ tối qua, hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khám xét trụ sở tập đoàn Tân Hoàng Minh ở quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Đây cũng là nơi ở của chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và gia đình. Trước đó, cơ quan điều tra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức đơn vị có liên quan. Ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn cùng 6 người khác, trong đó có Đỗ Quang Diệt là con trai ông Dũng. Kết quả điều tra xác định từ tháng 7 năm ngoái đến tháng 3 vừa qua, Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại tập đoàn Tân Hoàng Minh có hành vi gian dối sử dụng 3 công ty thành viên gồm công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, công ty cổ phần Cung Điện Mùa Đông phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, mục đích để quy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh. Giống như cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết, vụ việc lần này cũng gây sự tiếc nuối và chua xót. 3 thập kỷ, một đế chế bất động sản mang tên Tân Hoàng Minh để rồi thoáng chốc sụp đổ. Về tiền bạc, có thể họ từng là người giàu, thậm chí là rất giàu trong xã hội. Nhưng tiền nhiều lại được xây nên từ những thủ đoạn, sự lọc lừa. Để rồi bản thân bị bắt, người thân cũng vướng vòng lao lý. Hình ảnh trên địa bàn Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Chủ nhân chiếc xe màu đỏ ngồi ăn ở quán, nhưng lại để nhờ xe tại tiệm mỹ phẩm gần đó. Tên trộm trong chiếc áo công nhân sau khi tiếp cận mục tiêu thì dùng dụng cụ bẻ khóa. Chưa đầy một giây sau, với thao tác thuần thục, đối tượng thực hiện thành công và rời đi cùng 9 lợi phẩm. Quán cà phê có hơn chục khách. Hãy chú ý vào thanh niên này. Đừng nghĩ anh ta là khách như bao người khác. Vừa như đang bấm điện thoại để tránh lạc hướng. Và nhân lúc đôi nam nữ mãi trò chuyện, đối tượng tiến đến, nhanh tay lấy đi tài sản rồi lập tức bỏ chạy. Tình huống bất ngờ khiến tất cả đều chưng hửng. Đến khi đuổi theo thì vô vọng, vì trước cửa đồng bọn của kẻ cướp đã đậu xe hơi chờ sẵn. Chứng kiến tình huống, nhiều người bất ngờ với sự liều lĩnh của kẻ gian, quán đông người mà vẫn dám vào tận bên trong để ra tay. Vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông nổ mình có quen với lãnh đạo công an quận, đề nghị cảnh sát giao thông gỡ biên bản. Chiêu thứ nhất bất thành, lái xe quay sang chỉ trích máy đo nồng độ cồn kém chất lượng. Lực lượng chức năng rất kiên nhẫn cho ông đo đi đo lại 4 lần, được cùng một kết quả. Lúc này lái xe mới chấp nhận ký vào biên bản vi phạm. Tối qua, đội cảnh sát giao thông công an quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô, xe máy trên địa bàn. Tại chốt trên đường Chương Dương, phường Mỹ An, nơi tập trung nhiều nhà hàng, quán nhậu, cảnh sát giao thông phát hiện và yêu cầu ông NTB dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Lúc này ông B loạn choạng tay lái, liên tục trách lực lượng chức năng ra lệnh dừng xe quá gấp, khiến ông không kịp trở tay. Nhận được thông báo kết quả đo nồng độ cồn là hơn 0,8mg trên 1 lít khí thở, ông B gây gắt cho rằng mình mới chỉ nhấp môi vài ly. Sau đó người này móc điện thoại gọi cứu viện và nói rằng có quen biết với lãnh đạo công an quận, yêu cầu cảnh sát giao thông gỡ biên bản vi phạm. Không đạt được mục đích, ông B quay sang chỉ trích máy đo nồng độ cồn không đạt chất lượng, yêu cầu được thổi lại. Liên tục trong nửa tiếng trì quản, ông B hút thuốc, cởi khẩu trang nói chuyện thật lớn để dơi bớt nồng độ cồn trong người. Cuối cùng, qua 4 lần đo, kết quả vẫn vậy. Người đàn ông mới chấp nhận ký tên vào biên bản.
Mức phạt là tước giấy phép lái xe 2 năm, phạt tiền 8 triệu đồng. Nhiều người nói vui rằng không bia không rượu không thành cuộc vui. Sự xâm dày vui vẻ là duyên cớ hình thành nên chăn quá rượu bia. Nhưng rượu hồng đào uống lắm thì cũng say, và tranh chới với cuộc vui nỗi buồn cũng chỉ thoáng chốc. Nhậu xỉn, hát karaoke ồn ào, bị nhắc nhở. Nhóm người sau đây liền đánh công an, nhốt chân phòng. Đến cuối cùng thì cái giá của tiệc vui lại là án tù. Theo cáo trạng, cuối tháng 7 năm 2020, Tùng cùng Lâm, Toán và Bách ngồi nhậu và hát karaoke loa kẹo kéo tại nhà ở huyện Bình Chánh, mãi cho đến khoảng 1 giờ rạng sáng hôm sau. Lúc này anh Mai Tấn Lực là cảnh sát khu vực cùng anh Nguyễn Đức Vinh là dân phòng đến nhắc nhở yêu cầu ngừng hát. Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành. Hai bên xảy ra cự cãi, nhóm của Tùng tấn công và bắt giữ anh Vinh, nhốt vào nhà và ép ký tên, lăn tay vào tờ giấy với nội dung anh Vinh đến nhà Tùng quấy phá cướp giật tài sản. Tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt Nguyễn Văn Tùng 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Lâm ở tỉnh Bình Dương 4 năm 2 tháng tù, Nguyễn Văn Toán ở Hải Dương bị tuyên 1 năm 8 tháng tù và Nguyễn Văn Bách là 2 năm tù. Phi công liên lạc với kiểm soát viên không lưu tại sân bay Cát Bi, thành phố Hải Phòng hơn 10 lần để phối hợp thông tin chuyến bay. Thế nhưng đổi lại là sự im lặng. Trong diễn biến mới nhất, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu lãnh đạo Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam làm rõ và có báo cáo sự việc. Sự việc xảy ra vào sáng ngày 18 tháng 3 với chuyến bay VJ671 từ Hải Phòng đi Buôn Ma Thuột. Máy bay dự kiến cất cánh lúc 6 giờ 15 phút sáng cùng ngày. Từ khoảng 5 giờ 30 phút, phi công liên lạc với kiểm soát viên không lưu hơn 10 lần trên tần số liên lạc và 3 lần trên tần số khẩn nguy để phối hợp thông tin chuyến bay nhưng không thấy trả lời. Đại diện Cục Hàng không cho biết qua kiểm tra dữ liệu camera tại đài kiểm soát không lưu Cát Bi, thời điểm đó có nhân viên trực điều hành bay. Góc quay từ phía sau lưng nhân viên không lưu cho thấy người này có đeo tai nghe nhưng không rõ vì sao không nhận được cuộc gọi. Thời điểm phi công liên lạc với không lưu là sớm hơn giờ dự kiến khởi hành chuyến bay. Bước đầu, Tổng Công ty Quản lý bay sẽ có trách nhiệm xử lý kỷ luật nhân viên kiếp trực không lưu. Phía Cục Hàng không sẽ xác minh vụ việc và có kết luận chính thức. Xe khách dừng nằm hẳn hoi, nhưng cuối cùng, thứ được chở lại làm nhiều người không ngờ tới được. Và lực lượng chức năng phát hiện, dưới hầm xe là hàng chục xác heo chết bốc mùi hôi thối, đang trên đường từ Quảng Ngãi vào Nam để tiêu thụ. Sáng nay, đoàn kiểm tra liên ngành số 2 phối hợp cùng đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc tổ chức tuần tra trên quốc lộ 1 đoạn qua phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây phát hiện một phương tiện xe khách giường nằm biển số tỉnh Quảng Ngãi có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, dưới hầm xe có nhiều bao tải chứa xác heo bốc mùi qua công đoạn giết mổ ban đầu. Tài xế Đặng Đức Ngãi khai nhận được một người ở Quảng Ngãi thuê chở hàng giao tại một địa điểm ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, rồi sẽ có người tới nhận. Bước đầu, Ngãi không xuất trình được giấy tờ kiểm dịch, nguồn gốc xuất xứ số heo. Đoàn kiểm tra tạm giữ phương tiện, lô hàng, lập biên bản để tiếp tục xử lý vụ việc. Thưa quý khán giả, kim ngân hoa là một vị thuốc quý. Trong đông y, chúng được ví như là vương dược giải độc. Vì đặc tính sinh trưởng và thu hái kỳ công nên loại thảo dược này mới có tên gọi là kim ngân. Canh tác bình thường đã khó, chỉ mà một nông dân ở tỉnh An Giang đã còn chọn trồng theo hướng sạch để sản xuất trà. Ban đầu cũng bao phen trè trợt, cuối cùng trời cũng không phụ lòng người. Trên 2.000 mét vuông vườn ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, chị Vũ Minh Tú trồng cây kim ngân qua theo hướng an toàn, đảm bảo dược tính. Khu vườn được bao bọc bởi vùng đệm gần 1 hecta với mục đích tạo ra không gian sạch, an toàn để các loại thảo dược phát triển tốt. Quy trình canh tác thuận tự nhiên, chỉ sử dụng phân bón hữu cơ. Hoa sau khi thu hoạch được xử lý để khô tự nhiên và sử dụng công nghệ sấy lạnh giữ trọn các dưỡng chất. Hoa khô được hút chân không hoặc đóng trong chai thủy tinh trước khi cung ứng ra thị trường. Cứ 10 ký hoa sẽ tạo thành 1 ký trà.
Để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng thì từ quy trình sản xuất cho đến quy trình thu hái, trồng trọt và sản xuất thì cũng phải đảm bảo tiêu chuẩn an toàn cho người tiêu dùng. Đất thì được xử lý bằng rơm rạ ủ mục, tạo cái thành phân vi sinh và sử dụng cái công nghệ sấy hiện đại nhất để cho ra đời những cái sản phẩm kim trà, kim ngân hoa và đảm bảo được cái dược tính tốt nhất đối với cái sản phẩm. Sau hơn một năm khởi nghiệp, sản phẩm trà kim ngân hoa của chị Tú được người tiêu dùng nhiều nơi đón nhận. Bởi ngoài được thưởng thức hương vị ngon của trà thì còn có tác dụng hỗ trợ sức khỏe. Trước đây tôi hay thường xuyên bị nóng nhiệt, mất ngủ và viêm họng. Sau khi nghe giới thiệu về trà kim ngân hoa, tôi đã mua về sử dụng sau 2 tuần thì thấy giảm. Sắp tới thì tôi sẽ cho mở rộng và đa dạng các cái sản phẩm trà kim ngân hoa của mình, không chỉ là dừng lại ở trà mà sẽ có những cái sản phẩm kết hợp với kim ngân hoa, vì đây là một cái loại dược liệu quý, và bên cạnh đó thì sẽ mở rộng vùng nguyên liệu sản xuất và tăng thu nhập cho bà con. Bằng tình yêu mãnh liệt các loại thảo dược, nữ nông dân thành công trong việc canh tác theo hướng sạch và tăng giá trị qua các sản phẩm chế biến. Đây cũng chính là xu thế sản xuất mới mà ngành nông nghiệp nhiều nơi đang hướng đến. Nội dung vừa rồi cũng khép lại tin tức Mekong hôm nay. Cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhãn hàng thuốc khép đặc trị bệnh lem lép hạt, xanh nhánh giá hân hạnh tài trợ chương trình này.